Hy sinh si oan qua mọi kiếp tu đầy. Tôi có chấp bao nhiêu đường đỏ, sống ngoài sân tình thiên. Khi cốt thương cho tôi về, tôi ấn hoa như trong một giấc mơ. Biết tôi lớn vui tình cười, mong người ngồi lại. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Ý Chúa thương gọi tôi về, hôm tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Biết tôi anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế, chúng ta muốn chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng, ngày kia, Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Vậy, chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn tang này để nhắc nhớ chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chống đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là cha chí ái, Chúa luôn sẵn sàng an ủi nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những chiếc khăn tang này, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết tuân theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây là phần tự hành nghi thức tổng điệp. Con hãy tin vào Thiên Chúa và Người sẽ nâng đỡ con. Con hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Ngài. Con hãy kính sợ Ngài và bền vững mãi như thế. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa dụng tình thương xót, ghé tai nghe lời chúng con nguyện cầu. Xin cho linh hồn tô tớ Chúa là cụ bà Maria mà Chúa đã truyền phải ra khỏi đời này được đưa vào chốn bình an đầy ánh sáng và được chung hưởng phần phúc với các thánh của Chúa. Lạy Chúa là cha giàu lòng thương xót và là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi. Chúa yêu thương chúng con bằng tình yêu muôn thuở và biến đổi bóng tối sự chết thành rạng đông sự sống. Chúng con nài xin Chúa đoán nhìn các tôi tớ Chúa đang sầu thương khóc lóc. Lạy Chúa, con Chúa chúng con đã chết để hủy diệt sự chết và đã lau khô mọi giọt lệ trên mắt chúng con.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người chị em của chúng ta đây. Sau mỗi câu sướng, xin cộng đoàn đáp, xin Chúa nhập lời chúng con. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm lành biết thông hối. Xin thương đưa linh hồn Maria của chúng con về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho linh hồn Maria của chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc sức dầu thánh. Xin thương cho linh hồn Maria được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn Maria của chúng con trong tiệc thánh mình và mau Chúa. Xin thương nhận linh hồn Maria vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, để con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong. Xin cho linh hồn của bà Maria thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, về hưởng hạnh phúc an nghỉ và ánh sáng muôn đời, được sống lại trong vinh quang giữa hàng các thánh và những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở mọi người: chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và theo sách giáo lý Công giáo sống lại. Vì vậy, Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, dù được chôn cất hay hỏa thiêu theo phong tục địa phương, sắm cho người đã qua đời tấm áo quan xứng đáng là cách bày tỏ lòng cung kính đối với họ. Vậy chúng ta dâng lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và thương nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi mà ban cho họ được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ, Chúa đã dạy chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi tới Chúa là linh hồn của bà Maria được nghỉ yên trong đó và chờ ngày Chúa cho sống lại về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru,
mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại. Chỉ mơ cho tôi vào, cho tôi vào tạ ơn Chúa, lấy cung điện ngập quang vinh. Chính đây là cửa Thiên Chúa, với người công trình hay mau tin vào. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta hiện diện nơi ngôi nhà nhỏ bé này để cử hành thánh lễ cầu nguyện cho cụ bà Maria vừa được Chúa gọi về. Ước chi sự hiện diện của mỗi người chúng ta và lời cầu nguyện của chúng ta luôn được đẹp lòng Chúa, để nhờ đó Chúa một lần nữa dụ lòng thương xót cụ bà Maria và cho cụ bà sớm hưởng nha thánh Chúa muôn đời. Và chúng ta cũng đừng quên cầu nguyện cho mọi người chúng ta, để nhận ra con người đầy yếu đuối tội lỗi của mình nơi cuộc sống dương thế này. Và cũng tin chắc rằng một ngày kia chúng ta cũng phải ra trình diện trước mặt Chúa. Và biết đâu nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta, chúng ta cùng với bà Maria được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã dùng mầu nhiệm thánh giá để củng cố chúng con và mầu nhiệm phục sinh của con Chúa để ghi dấu nơi chúng con. Xin thương ban cho tôi tớ Chúa là cụ bà Maria, sau khi thoát khỏi xiềng xích sự chết được gia nhập cộng đoàn những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trong thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại,
là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô, bởi có lời chép: Chúa phán, ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha. Vì đó là điều đẹp ý Cha. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta. Không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và người mà con muốn mặc khải cho. Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, một trong những điểm khác biệt lớn nhất của Kitô giáo đối với các tôn giáo khác, đó chính là niềm tin vào sự sống ở đời sau. Lời Chúa chúng ta vừa nghe mặc khải cho chúng ta, đó chính là Thiên Chúa Cha đã gieo vào lòng mỗi người chúng ta khao khát hướng đến sự sống đời đời ở nơi Thiên Chúa. Và điều đó chính Đức Giêsu đã phải thốt lên: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha không mặc khải cho những người thông ngoan khôn khá biết, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Và hơn nữa, Người còn mời gọi mọi người chúng ta hãy biết đón nhận nước trời, hãy biết tìm con đường vào nước trời, bởi đó chính là cùng đích, là vận mệnh đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chính Đức Giêsu cũng đã mời gọi mỗi người chúng ta qua bài tin mừng: Hãy đến cùng tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Maria mà chúng ta đang cử hành thánh lễ tạm gia hôm nay, có thể nói trong suốt thời gian đau bệnh gần đây, chính là thời gian mà bà cảm nhận được bà đang đến gần Chúa hơn,
và đang học được những bài học quý giá từ Chúa nhiều nhất. Đến gần Chúa để ngồi nhận ra Chúa mới chính là gia nghiệp của bạn. Học cùng Chúa để rồi bạn nhận ra nơi con người mỏng dọn yếu đuối của mình, chẳng có một công trạng nào có thể giúp bạn đạt tới nước trời, nhưng tất cả tùy thuộc vào lòng Chúa thương xót và tín thác hoàn toàn vào tình yêu của Chúa. Vì chỉ có như thế bạn mới đáng được hưởng hạnh phúc muôn đời. Vì chỉ có như thế bạn mới được đón nhận sự sống đời đời ở nơi Thiên Chúa. Thăm vị thánh lễ hôm nay, ngoài việc cầu nguyện cho cụ bà Maria ngày càng được đến gần Chúa và ngày càng học được bài học khiêm nhường nơi Thiên Chúa để được đón nhận sự sống đời đời, mỗi người chúng ta cũng phải cầu nguyện cho chính mình, để rồi chúng ta cũng biết noi gương cụ bà Maria, biết đến gần Chúa nhiều hơn qua những cử hành thánh lễ, qua việc tham dự bí tích thánh thể, để rồi kiếm múc được nguồn ân sủng mà Thiên Chúa tuôn đổ trên mỗi người chúng ta. Và quan trọng là Chúa mới làm tất cả, để nhờ đó chúng ta luôn biết học theo Chúa, đến cùng Chúa, và hãy để cho Thiên Chúa xót thương chúng ta. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện, đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ với tay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng mọi người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hiến lễ các tục này. Cầu cho tôi tớ Chúa là cụ bà Maria. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đoán thương. Nhờ nghi lễ giao hòa thánh thiệp này, tôi tớ Chúa đáng được sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thánh là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chính thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa, một mình người đã đoán thương chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế, hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vi, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một hệ thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền, Chúa chịu chết và tiên sư, Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn của bà Maria mới qua đời và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa tan đổ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin toái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng. Đây chi Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
sống trôi trần ai đổi thay luôn mãi. Đâu là nơi êm ái cho người say giấc ngủ yên, tựa như thoáng mây trôi nhân trần luôn mãi đôi rời. Là con mãi băn khoăn trong cả đào con biết trong ai. Xin con xin con bổ dưỡng. Chúng con nài xin Chúa cho linh hồn chị em chúng con là cụ bà Maria đã được Chúa cho tham dự vào giao ước của Chúa. Khi được tẩy sạch nhờ quyền năng của bí tích này, muôn đời được hưởng bình an của Đức Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Trước khi thánh lễ kết thúc, con xin thay mặt cho Cha Thánh Xứ cũng như toàn thể cộng đoàn giáo dân giáo xứ Nguyễn Hòa xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tăng quyến trước sự ra đi của cụ bà Maria. Ước chi những lời cầu nguyện của chúng ta trong thánh lễ vừa qua, lời ca tiếng hát sẽ góp phần giúp cho cụ bà Maria một lần nữa được Thiên Chúa xót thương. Do đó, cụ bà Maria sớm được nghe chánh Chúa muôn đời và cũng nhờ lòng tự bi thương xót của Chúa xoa dịu nỗi đau trước sự mất mát của gia đình. Lời xong, chúc anh chị em đi bình an. Con xin đại diện cho tăng quyến chúng con xin chân thành cảm ơn Cha đã đem dâng thánh lễ cho bà Maria của con, và con cũng xin dâng lên nguyện xin Thiên Chúa bà Maria chúc lành xuống trên Cha, gia đình chúng con có gì thiếu sót nguyện xin Cha và các cộng đoàn bỏ qua. Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha. Trôi đi tình mẹ yêu dấu, vầng trăng đêm không tròn vì mẹ hiền đã xa thật xa. Mình còn trên đường về, đêm sao trời rụng rơi tan vỡ. Mẹ xa con thật rồi, để mình còn nhớ lại đơn. Trôi hững hờ, lời ru đã vuột xa, ngàn năm chẳng vẫn đợi.
mẹ đã xa con rồi. Mẹ cha như bên bờ, tiếng yêu thương đời con ghi nhớ. Kìa chim non có tổ, ngọn nguồn nào cũng trôi về khơi. Mẹ ơi con nghẹn ngào, vẫy tay chào mẹ hiền yêu dấu. Mẹ xa con thật rồi, để mình còn nhớ lại đến côi. Dòng sông trôi hững hờ, lời ru đã vuốt xa. Ngàn năm chẳng vẫn đợi, đã xa con rồi. Và mẹ yêu dấu, tìm đâu ra tiếng cười. Biển và sông cứ lấp xô đầy nhau. Mẹ ơi con nguyện cầu, thấy hy vọng đời con thắm sáng. Mùa xuân tươi ngày nào, trở về đây dưới mái nhà thân. Dòng sông trôi hững hờ, lời ru đã vuốt xa. Ngàn năm chẳng vẫn đợi, mẹ đã xa con rồi. Thank you.
cụ bà Maria. Xin các con cháu chúng ta tiến vào gần trong nhà. Không phải do tay người thế làm ra, nhưng do Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu mà chúng ta ai nấy cũng sẽ trở về. Với lòng tin yêu cảm tạ, chúng ta phó dâng cụ bà Maria trong bàn tay từ tay của Thiên Chúa. Lạy Chúa, đã đến lúc cụ bà Maria từ ra căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh của cụ bà Maria. Xin đừng để chúng con như những người ngậm đắng nuốt cay vì mất mát, hay như những kẻ chỉ nuôi tiếc chuyện xa xưa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha, Chúa là ánh sáng chiếu soi những ai ngồi trong bóng tối tối. Xin người dân chúng ta bước vào đường nghèo bình an. Amen. Lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vinh hiển đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ lâu. Vinh hoa dương gian chút bụi mờ, một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy nhân dân cha và con và thánh thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hiện diện nơi đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho cụ bà Maria mừng. Vì thế trong thánh lễ an táng của bà Maria hôm nay, mỗi người chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho cụ bà Maria một lần nữa được Thiên Chúa xót thương,
để được tha thứ cho những lỗi lầm yếu đuối của nơi con người giới hạn của bà nơi cuộc sống như thế này. Để nhờ đó bà được thanh tẩy hoàn toàn, đón nhận được nước trời như là phần thưởng mà Thiên Chúa đã hứa ban cho người Kitô hữu làm con cái của Thiên Chúa và là người môn đệ trung thành theo chân Chúa. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự tự hành thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và để đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa là đấng hằng thương xót và tha thứ, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là cụ bà Maria mà hôm nay Chúa đã truyền về với Chúa được đưa vào quê thật và hưởng hoan lạc muôn đời, vì tôi tớ Chúa đã trông cậy và tin tưởng vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên chi cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa bởi có lời chết. Chúa phán, ta lấy sự sống ta và thề rằng mọi đầu gối sẽ phải quỳ lại ta và mọi miệng lưỡi sẽ xưng trước Thiên Chúa. Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thank you.
chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khách thay ai than khóc vì họ sẽ được an ủi. Khách thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Khách thay ai đón khách sự công chính vì họ sẽ được no đủ. Khách thay ai biết thương xót vì họ sẽ được xót thương. Khách thay ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Khách thay ai kiến tạo hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Khách thay ai bị bắt hại vì sự công chính vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta lăng nhục và bắt bớ các con, và vì thầy họ vu oan cho các con đủ mọi điều xấu xa. Hãy vui mừng hân hỷ vì phần thưởng sung mãn dành cho các con ở trên trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, bài tin mừng chúng ta vừa nghe còn được gọi là hiến chương nước trời. Xét theo khía cạnh bản văn tường thuật của thánh sử Matthew, tác giả bài tin mừng này, thì đây là phần đầu tiên thuộc bài giảng trên núi, là bài giảng khai mạc sứ vụ và cũng là bài giảng quan trọng nhất trong suốt hành trình loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Cụm từ phúc hay được sử dụng và lặp đi lặp lại ở các mối phúc cho thấy thương hàn mang ý nghĩa là một lời mời gọi, và đúng hơn đó là một lời đề nghị: hãy làm được cho được điều này để rồi có thể đón nhận lại một điều tương tự hoặc một điều tốt hơn và vượt xa sự mong đợi của chúng ta. Qua đó cho thấy các mối phúc mà Đức Giêsu loan báo không chỉ nhắm đến tình cảnh tương lai là sự hạnh phúc viên mãn ở nơi Thiên Chúa, nhưng còn là hiện thực trong chính giây phút hiện tại của nó. Các mối phúc này không chỉ dừng lại ở việc con người có quyền khát vọng, có quyền mong ước những điều tốt đẹp cho cuộc đời của mình. Nỗ lực đó chính là việc biết sống và làm theo điều Thiên Chúa mời gọi trong từng giây phút của cuộc đời mình. Nhìn lại cuộc đời của cụ bà Maria, chúng ta hay bất cứ một người thân yêu nào của bà đều nhận ra bà là một người có phúc trước mặt Thiên Chúa. Bởi lẽ bà cũng là một con người được Thiên Chúa tạo dựng và hết mực yêu thương. Hơn nữa, bà còn được vinh phúc là một người Kitô hữu, là con cái của Thiên Chúa. Và điều quan trọng là bà đã cố gắng để cho cái phúc mà bà được lãnh nhận từ Thiên Chúa không trở nên vô ích trong cuộc đời của bà, nhưng luôn được lan tỏa không ngừng nơi con người của bà, nơi gia đình của bà, qua từng nỗ lực hướng đến sự tốt lành, sự thánh thiện như Thiên Chúa muốn trong thời gian đau bệnh và những ngày cuối đời vừa qua. Bà càng nhận ra được sự bất toàn và thiếu sót của chính mình trong bổn phận là con Chúa và trong trách nhiệm đối với tha nhân. Vì thế, khi phải ra trình diện Chúa trong giây phút này, chắc chắn điều mà bạn phải luôn cầu xin Thiên Chúa đó là xin cho bạn được một lần nữa được Thiên Chúa xót thương. Nơi trần thành dần biến như
chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa Đại Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khẩn khoản ban nài xin lòng nhân từ Chúa, cho tôi tớ Chúa là một bà Maria, để kẻ không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ái, sẽ nhận ra người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi thực nguyện độc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nghiêm và phục sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi con phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Xin nhớ đến tôn tớ Chúa là linh hồn của bà Maria mới qua đời và các linh hồn mà Chúa đã bỏ ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nghiêm Chúa.
Chúng con nại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vật lễ Chúa Quốc Thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giảng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, khi Cha về trên dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Tình Chiên Thiên Chúa đã đơn xóa tội trần gian, khúc trai được mời đến dương tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của ánh đèn trong bí tích thánh thể. Xin toán thương cho người chị em chúng con là phục bà Maria, nhờ của ánh này được đặt tới chính bàn tiệc muôn đời của Đức Kitô, người hàng sông và thiên chi muôn đời. Anh chị em thân mến, người chị em chúng ta đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta hãy phó dâng người chị em này cho lòng thương xót đầy đơn ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người chị em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện, để người chị em này nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghiệp tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng lên bàn tiệc thánh, giờ đây cùng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời, và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cùng hãy cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng với người chị em này ra đón gặp Chúa Kitô
khi chính người đã xứng sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Khiến chúng con nhận thấy là bằng chính lòng nên hợp của cha và nhớ chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mặc cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng ta cùng đọc một kinh tục sông để cầu nguyện cho linh hồn của bà Maria. Quý vị muôn đời Chúa cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Trọng kính Cha Thánh Xứ, trọng kính Cha Phụ Tá, kính thưa Hội đồng Phục vụ Giáo Xứ, Ban Phục vụ Giáo Khôi, quý tu sĩ nam nữ, quý chính quyền địa phương các cấp, quý đoàn thể trong giáo xứ Nghĩa Hòa, quý vị thông gia, thân bằng quyến thuộc, quý vị và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, con xin được thay mặt cho tăng gia chân thành cảm tạ Cha, quý vị cùng toàn thể quý thân quyến thuộc xa gần. Mẹ chúng con trong thời gian lâm bệnh đã được Cha ban đầy đủ các bí tích sau hết an ủi và nâng đỡ. Quý vị đã đến hỏi thăm và chia sẻ những đau buồn trong gia đình. Sau khi người thân của chúng con được Chúa thương gọi về, quý vị lại tận tình đến chia buồn, cầu nguyện và giúp đỡ cho việc tổ chức lễ an táng được tốt đẹp. Hôm nay Cha Chánh Xứ, Cha Phụ Tá và toàn thể quý vị lại dâng thắp lễ an táng tiễn đưa người thân của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trước những nghĩa cử yêu thương của Cha và quý vị, tăng gia chúng con rất xúc động và chân thành ghi ơn. Chúng con chỉ biết cầu xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành xuống cho Cha và toàn thể quý vị. Trong những ngày thọ tang, chắc chắn chúng con còn nhiều thiếu sót. Chúng con xin Cha và toàn thể quý vị biệt tình tha thứ và xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria. Toàn thể tăng gia chúng con đồng bái tạ. Thank you.
Chúa thương con nên Ngài thao thắm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Không còn gọi tiếng mẹ ơi, từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà con chẳng còn thấy mẹ đợi con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong. Mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn, con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly, mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi còn sống. Cụ bà Maria đã được chia sẻ sự sống của Chúa Kitô, giờ đây đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế. Trong bình an của Chúa Kitô, cụ bà Maria, đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để khi Chúa Kitô trở lại, chúng ta có thể đoàn tụ trong ánh sáng vĩnh cửu của Chúa. Giữ gìn con, Chúa ơi, vì Chúa đã chúng con ở đường tháng năm trong cánh tay người hộ con vui sống. Tình yêu Chúa đã dùng bền vững muôn đời. Thiên Chúa luôn luôn là nguồn trợ lực cho chúng ta trong những cơn thử thách đau thương khốn cùng. Lời chúng con trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, thương Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Chúa, thân thể của cụ bà Maria sẽ được hòa tan, đất bụi trở về đất bụi, nhưng cây và đời bao chứng của Chúa Kitô sống lại. Chúng con tràn trề niềm tin, đợi chờ ngày phục sinh trong cuộc sống vĩnh hằng và mai ngày được đoàn tụ trong tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Cha chúng con, các thánh từ vì đạo nước Việt Nam. Cầu cho chúng con. Giêsu Maria Giôse, con thiên thiêng, xin cứu rỗi linh hồn Maria. Giêsu Maria Giôse, con thiên thiêng, xin cứu rỗi linh hồn Maria. Lạy Chúa, xin cho linh hồn của bà Maria được an nghỉ ngàn thu. Lạy Chúa, xin cho linh hồn của bà Maria được an nghỉ ngàn thu. Amen. Hãy subscribe.
Tăng Quyến, để tiễn biệt bà Maria Đỗ Thị Phấn. Trân trọng kính mời Tăng Quyến cùng toàn thể các quý vị đến đưa tiền bà đứng trước linh cữu bà để làm lễ. Kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn bà Maria. Kính thưa Tăng Quyến, thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên Trung tâm Hòa Táng Bình Hưng Hòa, xin chân thành gửi đến quý Tăng Quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Và xin cảm ơn quý Tăng Quyến đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Hòa Táng Bình Hưng Hòa cho thân nhân của mình. Để tỏ lòng thương tiếc người đã khuất, trân trọng kính mời Tăng Quyến cùng toàn thể các quý vị đến đưa tiền bà, dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hình áo quan của bà Đỗ Thị Phấn sẽ được hòa táng vào K2. Gia đình sẽ nhận hài cốt vào lúc 15 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2023 tại phòng dịch vụ khách hàng. Thank you.
quanh đây xin giã từ một lần cuối, một lần cuối. Vì quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau, đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây nát tan. Vạn lạy Chúa,